À, xin chào nhé thì video này mình sẽ phân tích kỹ năng của bang thống à, con đầu tiên của à, cái búp phò tá con này thì sẽ có hai hệ là thần tốc và phò tá phò tá thì, thì như uh, trên hình với mỗi hai tướng thì uh, mỗi 15 giây ngẫu nhiên uh, giúp một uh, linh vật phê ta thêm được 3 lớp phụ trọng nhưng mà nghe linh vật nghe nghe nó khá giống giống cái liên minh ấy. tại vì đợt đợt gần đây à đợt này cũng có cái có cái hệ tộc linh vật Dạo mình cũng hay chơi tí tí à, linh vật Veta với mỗi lớp phụ trọng sẽ giúp tướng phê ta được giảm 0,5 thời gian hồi chiêu linh vật bao gồm là nham trụ của bằng thống khôi lỗi của hương duy thiên đăng địa thủ của giác lượng Úi trời, anh ra giác lượng nói chung là mình nghĩ là là <laughs> cái này cũng khá là ngon đấy à, với mỗi ba tướng thì cũng sẽ như trên nhưng mà nó sẽ có một cái khác đấy là những cái hiệu ứng riêng của từng con với bảng thống sẽ là nham trụ sẽ gây ra hai phần trăm một lần giải giới cùng mê hoặc thiên về không chế ừ. với khối lỗi của khương duy sẽ có sáu phần trăm thả ra một cái gì đó thả ra một à, bánh răng. Ừ, không phân tích đánh bánh răng à? Ừ, thế bánh răng không không có hiệu lực gì à? à? có có khả năng là con khương duy cái bánh răng của nó nó sẽ có một cái chức năng riêng. Đâm ra nó không ghi ở đây. Mình cá nhân mình nghĩ thế. Với thiên năng địa thủ, địa thú à, địa thú lộ lộn anh em ạ. Của các chất lượng thì đều có trăm được 5 giây giải hóa với mỗi, mỗi linh vật phê ta lớp phụ trợ thì không có gì khác biệt lắm nói chung nó chỉ mỗi cái cái ba cái búp riêng của ba con một bằng thống sẽ là nham trụ hưng duy sẽ hối lỗi dạng kiểu con rối đấy với những anh em nào ít xem những phim trưởng tàu còn với a lượng Họa long tiên sinh thì sẽ có là thiên thăng thiên đăng địa thú thiên đăng thì chắc là khả năng là đèn trời ấy như theo, theo như mình gọi là biết về hán việt địa thú thì chơi hiểu lắm chắc là lôi con chó đất rồi nói chung còn cái này không có gì khác biệt lắm thôi chúng ta sẽ đi vào kỹ năng của nó kỹ năng của băng thống đầu tiên sẽ là tuyệt kỹ tuyệt kỹ sẽ là triệu hồi và tăng ích thời gian hồi sẽ là 15 giây băng thống dựng nham trụ tấn công bên cạnh một tướng phe ta chỉ định nham cụ nham nham trụ kế thừa các thuộc tính cơ bản của bằng thống 25% máu tối đa và 75% công tối đa mỗi trận khiến <laughs> mỗi trận có thể tối đa là hai nham trụ khi số lượng nham trụ được triệu hồi trên chiến trường đạt giới hạn bằng thống sẽ thêm một lá chắn cho tất cả các nham trụ với giá trị bằng 175 công và mang thêm một lớp quá tải À, với 3 sao nham trụ được 2% tự tăng lên của thì lệ giảm đỡ đòn được tăng sự sự tăng lên mình chưa hiểu lắm nói chung dịch vẫn lôm côm lắm thật sự là người anh em mà xe cái này cho mình là, 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 bên bên phía dịch giả là làm ăn lôm côm lắm thì có khi xem lại đi xem là thay người đổi người đi dịch buồn cười không chịu được Mấy vụ mốc 4 sao khi khai chiến sẽ lập tức triệu hồi nham trụ Và số lượng nham trụ tồn tại trên sân sẽ tăng từ 2 đến 3 Mấy mốc 5 sao mỗi nhâm, mỗi khi nham trụ phát động một tấn công sẽ có 3% sức xuất nhận được một lớp quá tải Và mỗi lớp vượt quá có thể tăng 5% bạo kích và 5% phá đỡ của nham trụ Cái này hơi dài, đâm là lắm, lắm hình Mốc 6 sao và mỗi khi nham trụ phát động một tấn công có 15 xác suất gây thêm một cuộc tấn công đặc biệt với hiệu ứng giải giới hoặc mê hoặc ngon thế nhỉ công nhận là con này mức 6 sao khá là ngon đấy thì ba ba cái nhàm trụ mà nó bắn 15 phần trăm tính ra chúng ta có thể nói là bây giờ số hóa đi 15 x 3 45 có thể gọi là sắp chỉ 50 bây giờ nó cứ bắn hai đòn nó được một đoàn đấy mà chưa kể nữa là tỷ lệ có khi là chúng hai tướng chẳng hạn là thôi vỡ mồm <laughs> mỗi lớp quá tải sẽ tăng xác suất uh, hoạt động tấn công đặc biệt lên một, một phần trăm chắc là khả năng là tăng uh, tăng đam thôi còn cái giải giới mê hoặc thì thôi chúng ta sẽ không nói nữa đấu kỹ của uh, bằng thống sẽ chủ yếu là suy yếu thời gian hồi 20 giây khá là lâu đấy bằng thống đã thiết kế liên tục hai tướng địch 15 giây. Khi các tướng địch liên kết nhận sát thương, tất cả các tướng khác trong phạm vi liên kết sẽ nhận được 10% 100 sát thương. Và sát thương này không được chia sẻ. À, nghĩa nghĩa là ví dụ như bây giờ nó gắn lên một đứa đúng không? Nó, nó gắn à không gắn lên hai đứa, gắn lên hai đứa đấy, xong rồi ví dụ đánh một con thì thằng kia sẽ bị nhận thêm 10 à, bị nhận gọi là thêm 10% sát thương ví dụ như bây giờ đánh thằng kia mất nghìn máu con này thằng, thằng bạn nó sẽ bị mất trăm máu đấy và cái sát thương đấy không thể bị chia sẻ bằng nhiều nguồn ví dụ như kiểu bây giờ là có team lúc bố điều thuyền chẳng hạn có cái xe sát thương ấy là bây giờ nó cũng không xe được nữa tăng khả năng là cũng dứt điểm mục tiêu nhưng mà cái này mình không biết là cái hiệu ứng cái, cái hiệu ứng của đấu kỹ này nó có áp dụng lên tất cả các tướng bên ta đánh vào không Nếu mà áp dụng tất cả tướng bên ta thì mình nghĩ sẽ là rất là ngon nếu bây giờ nó gắn một con hàng trước với một con hàng sau là con chủ lực thì khả năng gắn chúng là giật chết chủ lực bên nó rất là dễ hoặc là sẽ kéo mất đi cá tí nữa chúng ta mà mà có tấn công thì khả năng là sẽ không bị vướng cá tinh thông một thời gian hiệu lực tăng từ 15 đến 20 giây tinh thông hai thời gian của liên kết được kéo dài đến toàn bộ trận Ôi trời Tinh thông 3 thì tướng lịch ở trạng thái được liên kết bị chịu sát thương tiêu cực Quá sắc xuất 25 truyền nhiễm cho một tướng ngẫu nhiên Ở cùng trạng thái được liên kết Chưa hiểu lắm Bây giờ thì cùng trạng thái được liên kết bây giờ mình chỉ đơn giản này Nếu 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 như mà cái này ấy, Ví dụ bây giờ vào lúc đầu đúng không nó sẽ là tung đấu kỹ thường thường đấu kỹ và giờ nó sẽ tung đầu tiên luôn thì ví dụ như bây giờ dính hai đứa chẳng hạn nó có hai nó sẽ thêm được một đứa nữa ờ thì rất là hay nhưng cái này nó có cái phần đằng sau mình không biết là do dịch lỗi hay là do người dịch gọi là câu từ họ phong phú quá đâm ra mình không thể hiểu nổi truyền nhiễm truyền nhiễm xong một tướng ngẫu nhiên ở ờ, ok có thể hiểu cùng trạng thái được liên kết oh, cùng trạng thái liên kết thì cần đéo thì phải vẽ xe nữa đã hiểu nội tại một thì bằng thống mỗi đòn đánh thường sẽ có xác suất hai phần trăm thêm một lớp quá tải cho tất cả các nhám trụ khi mỗi nhám trụ tích được 8 lớp quá tải sẽ gây sát thương đặc biệt nên với một lần tấn công lên mục tiêu kèm ứng uống giới mê hoặc liên tục trong hai giây nhé mục từ mục à cái, cái cái hải giải giới Mấy hoặc là sẽ kéo dài hai giây nhá à, mấy cái kia thì khả năng là cũng thế <laughs> còn đánh đặc đòn đánh đặc biệt thì mình nghĩ là sẽ giống như con hammerdinger trong uh, liên minh đấy nói chung là với những tựa game này thì nó sẽ lấy khá nhiều ý tưởng từ những tựa game nổi đình nổi đám ví dụ như dota hoặc là liên minh đấy những tựa game nó đã có tên tuổi rồi và cái ý tưởng nó cũng có sẵn rồi đa phần là vậy tinh thông 1 thì số lớp quá tải cần thiết của nham trụ thi triển sẽ từ giảm từ 8 xuống 6 đúng rồi ừ, tinh thông 2 mỗi lớp quá tải của nham trụ tốc công của nham trụ tăng lên một phần nói chung không phải không phải là con số nhiều tinh thông 3 trong trận đấu mỗi khi ta có một linh vật thì tốc độ tấn công của bằng thống sẽ tăng lên 10 trăm linh vật bao gồm là nham trụ của bằng thống khôi lỗi của khương duy và thiên đăng địa thú của gia cát lượng Nói chung là mình đọc này mình thấy khá giống như cái tim uh, tim salmon ấy, tim triệu hồi ở trong cái tự game mình hay chơi là tên game Fico Fantasy. Đấy. Anh em nào thích có thể tự tìm hiểu game đấy, mình cũng hay làm clip uh, game đấy, sao này lười Nên game cũng không có gì kia lắm. Nội tại 2 thì uh, với mỗi một quân cung, à một, một đội cung thì uh, bằng thống sẽ tăng 5% tốc độ đánh. tinh thông 1 thì cứ cách 10 giây tốc độ tốc độ hồi chiêu của bằng thống sẽ tăng lên 9% ui kinh thế nhỉ nói chung một con này con này mình đã thấy nó kiểu đúng đúng kiểu là con tướng thực diện là kiểu đánh ips con này nói chung là nếu bảo sợ thủ thì không hẳn con này giống kiểu một con một, một con dạng kiểu hỗ trợ hơn nó thiên về gây cc này, cái hiệu ứng này với lại khả năng thuộc diện là gây khó chịu và búp một số cái kiểu búp lợi cho feta ta búp hại cho phe địch ấy. thì kiểu kiểu như vậy tinh thông 2 thì sẽ tăng từ 9 đến 13,5 phần và tinh thông 3 sẽ là 18 phần trăm Nói chung là cái kỹ năng này cũng là một kỹ năng ngon Nói chung thường thường mình thấy là bao giờ một con tướng sẽ có một cái kỹ năng hơi đều đều con, con tướng sẽ là rất đều nhưng mà thường thường những con tướng SSR nhất là, nhất là những con tướng cao về sau thì kỹ năng của nó thì kỹ năng đều ít lắm <laughs> tinh thông à nhầm nội tại 3 của nó sẽ chủ yếu là suy yếu không chế nói chung là rất hợp với con này kiểu thuộc diện là uh, triệu hồi nhưng mà nói chung là mình thấy là con này là một con thuộc diện là triệu hồi rồi thì với lại nó búp nó chủ yếu là là, là khả năng là búp thì không có mấy nhưng mà chủ yếu sẽ là khả năng cc khống chế này kia nói chung là mình cũng khá trông đợi những con tướng còn lại ở trong uh, cái team uh, cái team này thì mình tạm gọi là team linh vật đi cái này cái mình mình cũng không nhớ cái búp là nó gì nói chung anh nói anh em rồi trước sau thì, thì, não cá vàng một hai ba là quên mỗi khi nhắm trụ thi triển một đòn đánh tấn công đặc biệt thì bằng thống sẽ tích được một điểm và khi tích được 5 điểm thì bằng thống sẽ gây ảnh hưởng biến dạng lên một kẻ địch ngẫu nhiên trên chiến trường giảm miễn thương của mục tiêu xuống 10% liên tục trong 5 giây khi mục tiêu bị biến hình do đó không thể tấn công không thể tung kỹ năng nó cũng khá giống cái 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 cái, 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 cái binh pháp cái binh pháp của bọn cung ấy cái binh pháp hóa gà ấy, cũng khá giống à, tinh thông một thì thời gian biến hình nói chung thời gian hóa gà mình cứ nói gọi giống kiểu hết tăng từ 5 đến tám phần trăm năm đến 8 giây lộ lộ Tinh thông hai khi bằng thống di triển biến hình sẽ khiến mục tiêu tấn công của nham trụ trên chiến trường đều biến thành à, tướng địch bị biến dạng. À Và tăng tốc độ tấn công của nham trụ hai 2% trong vòng 5 giây. Nói chung cái này thì cũng khá là hay ấy. Cái, cái 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 nội tại 3 mình thấy cũng hay, con này không có nội tại phế lắm thì có một độ tại khó hiểu thôi chứ còn không độ nội tại phế à, ví dụ như bây giờ là tăng mà ví dụ nó sẽ là đánh một đứa tại vì cái này là của bằng thống mà đấy thì anh em tinh thông hai lên nó sẽ thành là mấy cái cột đấy nó cũng khả năng là đánh khi quá tải thế là chứng tỏ là bây giờ là chúng ta đã có bốn thằng có khả năng là hết rồi úi chà dĩ nhiên là cái quá tải chúng ta không thể tích nhanh được thế nhưng nếu mà với một team full linh vật full triệu hồi này kia thì khả năng là cái quá tải nó sẽ tích số rất là nhanh hiện tại thì có thể là sẽ là hơi chậm nhưng mà sau này thì kinh đấy một team thực diện là hóa chó hóa gà hóa hiêu hóa vượn đủ kiểu loại tính trong 3 thời gian liên tục của kỹ năng này sẽ làm tăng tốc công của nhóm trụ lên 8 giây Nói chung là tốc công thì không được ghi là bao nhiêu phần trăm Nhưng mà lên uh, 8 giây thì cũng là hay đấy À đây 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 Bên trên bên trên quá có Tăng uh, 20% Từ 5 giây lên 8 giây Nói chung là cái mốc Tinh thông 3 là mốc không cần thiết lắm Nhưng mà nghĩ tốc mốc tinh thông 2 là mốc cũng rất là quan trọng đấy. Hết rồi à, Sau <laughs> Vừa rồi là Kỹ năng uh, chi tiết của băng thống À, còn quách ra thì mình đã làm ở video trước có thể là up lên um, youtube thì có thể nó sẽ là trước sau nó bị hơi bị loạn một chút thì thứ tự đấy với lại đăng lên uh, group nhóm thì có thể là sẽ được duyệt bài này không được duyệt bài kia đấy thì nói chung anh em là thông cảm thôi video cũng dài mình sẽ cứ thúc video tại đây dạo này cũng uh, khá nhiều game linh tinh đấy nhất là có một con game khá là hay nói chung mình thì mình không không ham hố con game đấy lắm tại vì nói chung hơi hơi lan man đoạn cuối thì là game mobile thì mình bỏ từ lâu rồi, nói chung bây giờ cũng có tuổi, đâm ra là mình cũng phản xạ nó kém lắm, nó cũng chơi chơi vui thôi. Ví dụ như kiểu anh em nào anh em nào có thích chơi mấy con như kiểu liên quân chẳng hạn thì anh em có thể tải con ho nào kinh, đấy. Cách uh, fake IP thì anh em có thể lên Google hoặc là nếu anh em cần thiết thì sau mình sẽ làm một video Uh, hướng dẫn anh em qua qua fake IP nhưng mà dĩ nhiên chỉ sẽ chỉ dành cho những anh em ở Android thôi. Còn iOS thì chịu, mình có dùng iPhone đâu mà biết. <laughs> thôi, ba anh em